Mà cô chú anh chị mình thấy cái cây nó cả bự 2 cỡ mét nha, nha. đi xa cỡ 2 Chị mét nha, Ngân là không có xuyên nhê nha. Cái tàn bự quá trời cô chú bự mình muốn á. hơn em luôn rồi, Hàng đơn quá cả nhà. hàng đồn. Cái này chung là cái này cái nái là cắt cái bo mấy lần rồi chứ chị. Trời ơi, đang nằm trong chỗ mấy, Này trời chậu ơi tám á mà. khủng bố cái Chứ chậu khủng luôn, bố cái chậu thiệt chứ. thật lòng tám luôn chứ. Dạ em kính chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục ghé bên vườn mai của chị Ngân như cô chú anh chị. Hôm nay thì chị Ngân sẽ lên một số cái mã số để giao lưu với cả nhà mình nha. Dạ em mong cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ cho bên vườn giúp em nha. Dạ em chào chị Ngân Rồi em xin chào chị Ngân, xin chào tất cả các chú chị vàng cả nước nha. Hôm nay em quay cho clip á, em lên một số như là siêu bông bình lợi nha, phúc và hơn nhiều cầu hay mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa ha. Rồi hôm nay em vô một số 1 t đi cô chú anh chị, 1 t ha, 1 t. Cái này là gốc, này là gốc của dạ Phú Đức ghi nha chị Ngân, xong rồi quấn đế đẹp ha, xong rồi tính nuôi làm cây lớn luôn á. Thấy bình lợi đẹp quá, cắt mới cắt ghép bình lợi nha chú anh chị. dạ Cây đây cô này chú ghép được 8 tháng nè, gốc là gốc dạ Phú Đức ghi, đây quá ghép là ghép bình lợi, siêu công bình lợi ha. dạ Rồi cái đế là không thiếu mặt nào chứ, qua xuất trời sắc cái cả dàn nhà. đế luôn, hoành là được 13 đúng. Trời ơi, tổng củ nạc của nó không 60 nha chú anh chị, quá trời cái bệ đế luôn. Chiều cao là được 46, tán ngang là được 51. Rồi cây mã số 1T này em vô lưu mình giá là 2.300.000 ha. Cái này em gần gần thì em giao, để nguyên chậu giao xe, xa xa thì em bó bầu đóng thùng luôn chú anh chị, Dạ rồi. quá đẹp. Mã số 1 của cô chú mình. 1 c. Mã tiếp theo á cô chú mình. Mà tiếp theo là cây mã số 2 t của chú anh chị, 2 t là một cây, cái này là cây giáo siêu nụ luôn chú anh chị, hàng dáng bay ha, bay tự nhiên luôn chú anh chị. Đó Dạ cô chú lên tuyệt quá trời. cái này hàng, hàng 2 mùa chị. Cái Đế đẹp này quá. cái lá đốm đốm thì lý do là em xịt thuốc luôn chú anh chị, ngừa bệnh nha Dạ. chứ không bị gì. Trời dáng bay của đế quá đẹp, Nhìn đầu tư cái chậu nha cô hoành chú. nhỏ cô chú anh chị ơi. Cây này hoành có 12 à, Đế cũng khá nè. tổng củ đế của nó là 51, chiều cao là 34, cũng dáng bay của nó là được 79, Nè. tán ngang của nó là được 52. Rồi cây này vô lưu mình giá 1.100.000 bao ship chú anh chị, Dạ, chữ mốt cho máy này cô giáo chú. siêu nụ Dạ, xin nụ bánh tre luôn ạ. Theo á cả nhà. 3 t của chú anh chị. 3 t là một cây siêu ông lợi ha, cây này ghép được 8 tháng chú chị, hôm bữa mới gông lá để cho nó lên lá mới nha. Đặc biệt là đế rất là đẹp nha chú anh chị, Cái thú á cô xịn sò luôn ha. Vành là được 21 đúc, tổng củ đế em nó là được 88, chiều cao là 57, dáng ngang là được 56. rồi. Cái này em vô đô mình giá 1.100.000 bao ship, cái này bao rẻ luôn chú anh chị mình nè. Dạ triệu mốt cho cây này luôn cô chú 3 mình nè. t 3T luôn ạ. Rồi em xuống cây ha. Mã số 4T. 4 t là một cây cúc họ hôn của chú anh chị ơi. Cây này 2 mùa nha. Rồi cây này đôn này chưa nè, chưa Này vô dây lại do ha, luôn ha. cây Bóp vô và dây đẹp phụ quá, ụ luôn ha. dạ cúc họ hôn. Cây này tết nay là hứa hẹn bông rực rỡ luôn nha chú anh chị. Cái này dưới này còn đế nè chứ, tại nắng quá lấp đế bớt. Chiều cao là được 72, tán ngang là được 1 mét, quỳnh thân là được 17, củ tròn là được 27, tổng đế của nó là được 72 luôn. Trời ơi cái này đẹp luôn, cái này em vô luôn mình giá 1.600.000 nha. Gần gần thì em để nguyên chậu giao xe, xa xa thì em bó vào đóng thùng nha chú anh chị. Dạ, triệu 6 cho mã này cô 4 chú. t 4T ạ. Tiếp theo ạ. 5 t Cây này khá già mùa cô chú 5 rồi, t chị là cái quên bình rồi. lợi vào mùa đầu đầu nha chú anh chị. Trời Nhìn ơi cái nay tàn nè. Quá nay trời nha. mua mấy đợt đi lọt quá tí. Cái này phôi giường nha chú chị, này cũng tròn ha, Cây bự cô chú. này đẹp, cái này thì khá nhiều bo chơi tết ok luôn ha, hàng già mùa tết đi luôn chú chị. Còn được 27 luôn, Dạ. tổng của đế của nó là được 65, chiều cao này tới đây là được 1 mét, mình tính 1 mét hơn, mét tính mét à, tán ngang của nó là 90. Rồi. Này dư luôn mình giá 1.400.000 thôi cô chú anh chị, bao rẻ luôn, phôi Dạ. giường nhau chú anh chị. Dạ, siêu bông mình loại cô chú ơi. Rồi, mã số tiếp theo cả nhà Tiếp này. theo là cây mã số 6 t luôn cô chú anh chị, 6 t cái này siêu lợi, cái này đầu đầu nha chú anh chị. Cái đế khá đẹp cô chú mình. Trời ơi, dần cái tàn em chỉnh sửa thành phẩm thôi ha. Vành này được 27.5 tính 27 luôn. Dạ. Tổng củ của nó là được 100. Chiều cao là được 79.
Tháng ngang là được 100 luôn. Rồi cái này giá bao rẻ luôn. Cái này em cho luôn mình giá là 4 triệu 300 ngàn ha. Em cho xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha chú anh chị. Rồi nhanh 4 tay triệu thì cô 3 chú anh chị à. thì chú mình tham khảo nha. Hôm nay Siêu mình lại rời đầu luôn ha. Rời đầu luôn. Nhanh tay của chú anh chị, cái này bao rẻ luôn. 4 triệu 300 ngàn. Tiếp theo ạ. Tiếp theo 7T của chú anh chị. 7T là một cây nhiều to ha. Trời ơi cái này, cái cổ nó lắc chị. Cái này quá đẹp luôn. Đẹp hết cô chú nè, cô chú nhìn cái tàn xum xê luôn ha. Lâu lâu mới được cây mà dáng lắp thân nó đẹp như vậy nha cô chú mình ha. Giúp gì học toàn nha cô chú anh chị. Dạ, học toàn luôn ạ. Cái này trắng ọc lạ nè, vành là được 15 nè. Củ tròn của nó là được 23. Tổng củ đế của nó là được 50. Chiều cao là 50. Từ cá ngang bữa dưới là 83. Rồi, quá trời quá. Rồi, cây này em vô luôn mình giá 2 triệu 300 ngàn, em bao ship luôn chú anh chị. Cũng như gần gần thì cho xe được thì em để chậu vô xe ha, xa xa thì em bó bầu đống thùng chú anh chị. Dạ nhìn học toàn luôn nha cả nhà mình ơi, cây khá là xuất sắc luôn ha. Số 8T cả nhà. 8T là một siêu phẩm của chú anh chị ơi. Ồ cái này giỏ siêu nổ bánh tre nha chú anh chị. Cái Đang này lên đường hai luôn. mùa chứ cắt lại là bonsai ha. Ồ cây đang đi đọt quá tí sung vẻ luôn ha. Cái phôi này ít có lắm chú anh chị, đen đều 24 mặt luôn ha. Cái đầu lắc thương chứ. Cái hoành của nó là bữa đó rồi được 21 của chú anh chị, tại đo khó em có nhớ hoành 21 nè. Tổng củ của nó là được 90, chiều cao là được 56, sáng ngang là được 56 luôn. Rồi cái này em vô luôn mình với 2 triệu rưỡi nha, em bao ship khu vực Vũng Tàu đổ lại nha chú anh chị. Dạ 2 triệu rưỡi cho mã này Gần nha cả gần nhà. thì em để nguyên chậu, em giao xe xa xa thì em bó bầu đóng thùng chú anh chị. Dạ tiếp theo ha. 9T của chú anh chị, 9T là một cây lá ngọc cành vàng ha, hàng này là hàng sưu tầm nha chú anh chị. Dạ không có ai ghép lá ngọc cành vàng luôn á. Cái này đầu đầu nè, lúc mà bo mà mới ra của chú anh chị là cắt ghép bây giờ nè chị. Cái này em thấy bông gòi nhau chú anh chị. Nó dài dữ lắm nha cô chú mình ha. Trời giờ nó nổ đũa hết trời. Sần hết rồi. Dế đẹp à. Cái này bữa ra bông quá trời luôn, bông đẹp, cũng đẹp. Năm cánh nè cô chú, nhìn bông đẹp. Hoành là được 26 lúc. Tổng củ đế của nó là được 72. Chiều cao là được 59, tán ngang là được 65. Rồi cái này em vô lưu mình 9T này lớp quần dạng vô lưu mình giá 2 triệu nè. 2 triệu bao ship chú chị. Dạ 2 triệu cho máy này hả cô chú anh chị mình ơi. Số 10 hả cô chú mình. 10 hả cá 10 à, số 10T hả cả nhà số mình. 10T luôn cô chú anh chị. 10T là một cái giỏ Phú Đức nè. Cái này cái dáng gì mình chơi mình ập chiều chú chị. Làm cái đổ luôn chú chị. Rồi, tại vì em hóa chậu cao cho nên em vô em đỡ gì hả. Khi đi là em bó bầu chú anh chị, bầu tận lõn à. Giả Phú Đức một cây quá đẹp. Là mình là chơi làm cái đổ nha chú chị. Cái củ chứ, củ quá đẹp. Vô cái chậu nó hết bài này được 16 đúng. Tổng củ của nó được 50. Chiều cao được 37. Đáng ngang được 56. Thì cả mét hơn quá à. Hơn chị không? 87. 87 là tổng cái được đổ nha chú anh chị. Rồi, rồi cây này em vô luôn mình giá 1 triệu 7 nha. Cây này em bao ship giá 1 triệu 7 nha chú anh chị. Rồi 1 triệu 7 cho mã số giỏ Thủ Đức dán đổ hả cô chú anh để chị. Để cầm lên nè. Không đổ, đó. Ồ, xuất sắc cả nhà mình ơi. Giờ mình kiếm tổ ống vô luôn cô chú chị. Nè hoa 8 12 cánh nha cô chú mình ha. Cây vô dây phơm tạng này là thành phẩm rồi nha cả nhà. Hàng đôn ha. Mã số 11T cả nhà. Trời ơi 1T cây này không giúp bình lợi chú anh chị. Mà cái đế không biết con gì mà nói nè. Ở dưới này còn đế nè chị Ngân. Đế cắm xuống không ha. Ôm cái tay lên đi chị Ngân cho cô chú mình coi ha. Xi nhe vậy chứ. Cái ghê vậy trời. Đó. Cái này ghép xung lại, cái này ghép được 3 tháng nha chú anh chị. Chì cành nó đã khỏe mạnh trơn ha. Cái này đang đi bún đọt đi cơm mớ của chú anh chị. Dạ. Siêu bông lại, cái này mình dưỡng Tết lên ok luôn ha. Quá có bông cái mùa đế ha. Xuất sắc nha cả nhà. Cái hoành nó bự lắm á cô chú. Bao nhiêu chị Ngân? Hoành được 30. Trời 30. Tổng nồi đế hơi bự bự nha. Tổng nồi đế im đây là chưa bắt kịp á. Là được 1m3 nè. Bên đây rễ nó chắc mất rưỡi luôn nè. Dạ. Đế 3 hồ chú anh chị à. Trời ơi cái này đẹp chị ơi. Này à. 2 bo nè. 2 bo nè. Nhiều bo đó. Chiều cao là được 80. Sáng ngang của nó là được 80 luôn. 8 mấy là tính 80 luôn. Trời ơi đẹp. Cái đẹp đó cô chú. Đó. Cái này em vô luôn mình giá 6 triệu 3 hồ chú anh chị à. Bao rẻ cái này nè. 6 triệu 300 ngàn nha. Cái này đặc biệt em chỉ giao xe khu vực Vũng Tàu lại chứ chị. Em không có đóng thùng, không có kiện nha. Để nguyên chậu giao xe.
Rồi cô chú mình tham khảo em mã này nha. Quá tí cái này cô chú anh chị ơi. Số 10 12T. 12T. 12T là một cái cúc cao mà chú chị, hàng này bây giờ ít có lắm, ít có bị đặc biệt hàng già mùa nha chú anh chị. Đế đẹp nha, thân lắc lượng. Chỉ cần em vô gia chỉnh sửa hết trơn ha. Mình vậy mình việc 100 mình giữ mình cho Tết chú chị. Cái này nó già lắm á cô chú. Cúc cam, cam cà rốt hoành này được 15 đúng. Tổng đế của nó là được 70. Thành phẩm rồi nha cả nhà, dáng bay nè. Chiều cao là được 56, tế ngang là được 70. Rồi cái này em vô lưu mình giá là 1.400.000 em bao ship chú anh chị ạ. Cúc cam ha. Dạ, cúc cam 12 nha mình. Cây khá đẹp luôn cô chú mình ơi. Mã số cuối clip ngày hôm nay luôn cả nhà mình ơi. Cuối clip là mã số T13 của chú anh chị ơi. Trời ơi. Quá tí. Siêu phẩm vườn em luôn nha cô chú anh chị. Cái này cho mình lợi đời đầu ha, cái này cắt đôi một lần nha cô chú anh chị. Cô chú mình em đi xa mà cô chú anh chị mình thấy cái cây nó cả 2 mét ha. Đi xa cỡ 2 mét. Chị Ngân là không có xuyên nhê nha. Cái này quá trời cô chú. Bự muốn hơn em luôn rồi. Hàng đơn quá cả nhà. Hàng đơn. Cái này chung là cái này cái nái là cắt cái bo mấy lần cô chú anh chị. Trời ơi đang nằm trên chỗ mấy. Này chỗ 8 mà. Cũng bố cái chậu cũng luôn. Bố cái chậu thiệt chứ. Thật lòng tám của chú anh chị ơi. Trời ơi chị Ngân có cái đường ít của nó nè. Cái này có cái mặt cắt rất là có duyên rồi chưa nè. Nha. Rất là có duyên luôn. Này hồi đó cái cành phóng quá cô chú anh chị nè, nhưng mà cắt lại hết lan lên cho nó có duyên. Nó lên mấy lần rồi em rải em bỏ rồi đó. Ồ cái này đẹp chưa ơi. Quá tí luôn cô chú mình ha. Nát luôn. Giới thiệu với cô chú mình là cái hàng này là cái hàng đời đầu cả nhà. Cốt quá trời cốt à, mập lù luôn cả nhà. Trời ơi. Quanh cái này được 31 đúng không? Dạ, quanh 31 cả nhà. Còn đo gì là nó hơn 31, hơn đo gì nó được 33 nè. Rồi, hôm nay em đo cái đế đặt thôi cô chú anh chị. Cái củ nạc của em nó là được 1 mét nha cô chú anh chị. Rồi. Củ cao đo chắc. Ừ, ghé nè, cố lên, nhau lên. Trời ơi, không thấy bả. Cao 1 mét cô chú anh chị, hơn mấy tính mét á. Chú là em đo lúc nào cũng tự hào á. Sáng ngang là được 1 mét luôn. Rồi. Trời ơi, cái này nó bự quá cái này. Siêu bông bình lại đời đầu nha cả nhà ơi. Giao bằng gì luôn đó. Nói chung là cái này em giao khu vực Vũng Tàu đổ lại chú anh chị, hàng này chắc đi xe tải quá. Trời ơi, sao nó bự vậy vậy trời. Bự lắm. Rồi cái này em vô luôn cô chú anh chị mình giá 10.500.000 ha. Em giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại cô chú anh chị. Cây siêu phẩm luôn, cây này có ức như con chim mà chưa. Này chơi mặt vô. Bự lắm. Bự dữ dằn luôn ha cô chú. Cây này ngoài đẹp dữ lắm luôn nha. Hàng này là bao cô chú anh chị bông là hai lớp ăn lên ha. Cho vô mình loại ạ. Rồi, mình chào khán giả luôn chị nha. Rồi, cây mã số 13T này xong mình loại này cũng là cây cuối clip của em ha. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị á đã dành thời gian theo dõi xem hết clip, hy vọng cô chú anh chị chọn được cây ưng ý về mình tự tay mình sưu tầm mình chơi Tết 2025 cô chú anh chị. Rồi, xin chào lại cô chú anh chị. Dạ rồi, em chào tạm biệt cả nhà mình ha. Và em hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo luôn nha.